hai chiều các bạn. Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong bài học tiếp theo series khóa học Content Marketing by Phan Anh. Tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học, và chúng ta cũng đã gặp nhau trong các bài học trước đó rồi. Bài học này thì tôi sẽ nói về content for YouTube, là tức là làm content cho YouTube như nào. Thì trước hết chúng ta biết rằng là YouTube là một cái nền tảng mạng xã hội dành cho video. Vâng, tất cả những cái định dạng đưa lên YouTube phải là video. Vậy câu đầu tiên chúng ta sẽ làm kênh YouTube như thế nào? Đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái Gmail và chúng ta tạo ra kênh YouTube của mình. Và kênh YouTube thì các bạn có thể tạo tùy theo, chúng ta có thể tạo ra kênh YouTube theo thương hiệu. Ví dụ như là tôi là công ty của tôi là PA Marketing. Website của tôi là pamarketing.vn thì kênh YouTube của tôi cũng là PA Marketing. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Thì mình hãy chọn cái thương hiệu của mình, hoặc là mình cũng có thể tạo ra một cái thương hiệu riêng, chẳng hạn như là một cái kênh hài gì đấy, một cái kênh ABC, XYZ gì đấy, tùy vào chúng ta đặt cái ý tưởng của chúng ta. Và chúng ta tạo ra kênh thì cũng rất là đơn giản thôi, cũng hoàn toàn miễn phí. Sau khi chúng ta tạo kênh, chúng ta cũng cần avatar của kênh, chúng ta cũng cần profile, cần thông tin, rồi cần ảnh bìa của kênh, giống như là chúng ta tạo ra một cái fanpage ấy, chúng ta update lên trên đó, được chưa ạ? Thế sau đó thì sau khi xong kênh rồi, tôi nghĩ mất mấy phút là có thể làm được một cái kênh như vậy, và nó cho phép chúng ta tạo ra nhiều kênh khác nhau. Thì chúng ta sẽ cần làm kênh như thế nào? Ở đây mục tiêu phải trả lời ra câu hỏi làm YouTube là làm gì? Thì với quan điểm xây dựng content marketing thì làm YouTube để làm thương hiệu, để tìm kiếm khách hàng. Chứ tôi không hướng tới việc là làm YouTube để kiếm tiền từ YouTube AdSense. Nếu các anh chị và các bạn quan tâm đến việc kiếm tiền YouTube AdSense thì có thể học một cái khóa học khác, khóa học sản xuất YouTube AdSense riêng nha. Mục tiêu của tôi là khóa này là tập trung vào content, và trong phần content là có kênh YouTube và video cho YouTube. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Vâng. Và các bạn sẽ làm như thế nào, đúng không ạ? Thì chúng ta phải đầu tiên là chúng ta là tạo kênh, sau đó chúng ta xác định kênh của chúng ta xem đi theo hướng nào, những chủ đề video gì. Sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị các cái trang thiết bị phần cứng. Trong cái phần bài học trước tôi có nói rồi, chúng ta có thể chuẩn bị máy ảnh, máy quay phim handcam, hoặc là máy quay phim chuyên nghiệp, hoặc là máy ảnh chuyên nghiệp cũng có thể có tính năng quay phim, hoặc là điện thoại di động cũng có tính năng quay phim. Chuẩn bị phần cứng là như vậy. Đèn đóm, phông xanh, ánh sáng, studio nếu có, hoặc là các bối cảnh quay để chúng ta tạo ra nó. Thế thì chúng ta sẽ sản xuất những cái nội dung như thế nào? Thì tùy thuộc vào sản phẩm, tùy thuộc vào dịch vụ, tùy thuộc vào định vị thương hiệu của các anh chị và các bạn. Các anh chị, các bạn muốn làm như thế nào thì chúng ta đưa lên trên đó như vậy để chúng ta có thể làm được cái nội dung của mình mong muốn. Tôi lấy ví dụ như kênh PA Marketing của tôi là chuyên về marketing. Cứ chủ đề gì về đào tạo, về bán hàng, về thủ thuật, kinh doanh, đúng không ạ? Hay là về marketing online, về thương hiệu, về xử lý khủng hoảng truyền thông, vân vân, tôi đều đưa lên đấy. Nếu như bây giờ tôi muốn có một cái kênh riêng về nuôi dạy bé, tôi giả sử thế, thì tôi có thể lại ra một cái kênh khác, ví dụ như là kênh PA Baby chẳng hạn, tôi lấy ví dụ như vậy. Thì trước đó là tôi hướng dẫn nuôi dạy con, hướng dẫn thay tã cho con, hướng dẫn ăn dặm cho con, hướng dẫn chữa bệnh cho con ABC. Thì đấy có thể là một kênh mới. Tôi tạo kênh riêng, hoặc là tôi cũng có thể sử dụng trên kênh PA Marketing để tăng cái lượng của tôi lên. Nhưng mà khi mà tôi làm như vậy thì cái kênh của tôi nó sẽ bị loãng. Đấy, thì phụ thuộc vào sản phẩm và dịch vụ chúng ta làm là gì. Các bạn bán mỹ phẩm thì các bạn có thể tạo trang make up. Các bạn làm tiếng Anh, các bạn có thể dạy các cái video bài học tiếng Anh từ mới, cách sử dụng từ, văn hóa này, văn hóa kia, đúng không? Ví dụ như là cái thương hiệu, cái đơn vị trung tâm tiếng Anh Eli là họ rất là thành công trên kênh YouTube. Cái thời điểm mà họ trước khi xảy ra khủng hoảng đó thì họ đã có cả gần 1 triệu lượt sub cho cái kênh YouTube rồi. Như vậy là tôi đánh giá rất là cao. Mà trong khi đó các cái thương hiệu khác, các cái trung tâm tiếng Anh khác không làm được điều đó. Đấy, kênh YouTube nó chính là một kênh marketing, và làm content trên YouTube cũng chính là cách làm content rất tốt. Chứ không phải là chỉ dành cho những dân mà kiếm tiền MMO đâu. Ok, bước tiếp theo là chúng ta xác định các cái chủ đề, các cái cách thức để chúng ta có thể làm. Đây tôi đang hướng tới là cái doanh nghiệp có thể làm content trên YouTube như thế nào. Thì tôi cũng nói với các anh chị và các bạn là nó có rất nhiều các ý tưởng. Thì tôi sẽ đưa cho các bạn một số ý tưởng để các bạn tham khảo. Ví dụ như là các cái video intro giới thiệu về doanh nghiệp, giới thiệu về sản phẩm, đúng không? Các video thank you, tức là video cảm
các video thank you, tức là video cảm ơn khách hàng, cảm ơn đối tác, cảm ơn nhà sản xuất, đúng không ạ? Cảm ơn 1 triệu khách hàng đã tin dùng, cảm ơn 1 triệu người đã xem video của thầy Phan Anh, đúng không? Video phỏng vấn nhân viên, video phỏng vấn khách hàng, video phỏng vấn đối tác, đấy. Rồi thì video trải nghiệm của khách hàng, những người khách hàng, những người sử dụng sản phẩm nói gì về sản phẩm, hay là video phỏng vấn bản thân, tự phỏng vấn, thầy Phan Anh tự đặt câu hỏi, thầy Phan Anh tự trả lời. Đấy là một cái dạng video cũng rất là hay. Thì các hãng lớn như là Apple, người ta cũng sử dụng những cái video như này. Hay là video giới thiệu sự kiện, đúng không ạ? Hay là video quy trình sản xuất sản phẩm, video giới thiệu công dụng của sản phẩm, video quá trình sản xuất sản phẩm, hoặc là các cái sản phẩm demo, các cái cách thức kết nối, hoặc là video unbox sản phẩm, tức là mình phá hộp, unbox tức là mở đấy, chúng ta mở cái sản phẩm mới ra, chúng ta review, đấy, cũng rất là tốt. Hoặc là video tour, hoặc là các video phản hồi, đúng không ạ? Các video câu hỏi, đấy. Rồi thì các cái video nói về ngành công nghiệp, video dạng tài liệu về ngành công nghiệp hoặc là cái lĩnh vực này, các cái tác động của nó đối với thị trường, hoặc là cái dạng video từ series hình ảnh sang, hoặc là cũng chúng ta cũng có thể làm các cái video dạng là timelapse, đúng không? Các video chậm đấy, hoặc là các bước, cái video timelapse đấy rất là hay. Các bạn có thể quay bằng GoPro hoặc là quay bằng điện thoại, sau các bạn xếp lại cái quá trình mà người ta làm nhanh chóng chóng, người ta cũng rất là thích. Ví dụ như là các bạn muốn tò mò là người ta sản xuất một chiếc máy bay như thế nào, thì các bạn xem cái video timelapse đấy, nó chỉ khoảng độ 2 phút, 3 phút là đã xong rồi. Chúng ta hình dung ra các bước. Video nói về các cuộc thi, đặc biệt là các cuộc thi bằng video luôn, tức là UGC luôn, cho người dùng tạo ra các video, sau đó để thi đấu với nhau, cũng rất là hay để mình lấy được cái nguồn. Thế rồi thì các video quảng cáo, đúng không ạ? Các video nói về các cái sản xuất TVC, nó đầy tính nghệ thuật, hoặc là phim dạng composite, dạng phim hài. Rồi thì video âm nhạc, đúng không? Các video nói về thử thách, review sản phẩm thì tôi nói rồi. Đấy. Rồi thì video live stream vừa đi vừa nói. Rồi thì video phỏng vấn là dạng là phóng viên phỏng vấn. Bây giờ có một bạn ngồi đây, bạn hỏi thưa thầy là thầy đánh giá như thế nào về YouTube marketing? Ok, YouTube marketing rất tuyệt vời, ABC bla 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 như thế. Đấy, thì cũng rất là hay, cũng là một cái ý tưởng tốt. Hoặc là vlog video, bây giờ người ta cũng nói rất là nhiều. Rồi thì các video giải thích, đúng không? Video phóng sự, rồi thì những cái video hoạt hình cũng rất là ok, tùy vào cái trình độ của chúng ta làm như thế nào. Hoặc là video hậu trường, hoặc là khách hàng hỏi thì doanh nghiệp trả lời. Chẳng hạn như là hãng McDonald's của Mỹ thì có cái chương trình khách hàng hỏi, McDonald's trả lời. Thí dụ nhà McDonald's hỏi là tôi thấy cái món gà xay này rất là ngon, không biết là làm như nào. Tôi nghe nói là nó có những chất này chất kia gây không tốt cho sức khỏe. Thế là McDonald's mới trả lời là không phải, đúng không? Tôi sẽ cho bạn xem một cái quá trình sản xuất. Thế bắt đầu là giới thiệu đi kèm với một người nổi tiếng, một MC khách quan vào để xem toàn bộ quá trình sản xuất như nào. Sau đó là kết luận ăn một cái sản phẩm như thế khoảng 5-6 phút, đưa lên YouTube, đưa lên fanpage, đưa lên website. Thế là mọi người chia sẻ. Đấy chính là cách làm video rất hay. Video sự kiện, đúng không? Mình có sự kiện gì mình quay, mình tóm tắt lại. Đấy, các cái chương trình tri ân khách hàng, du lịch, hội nghị. Du lịch cũng rất là tốt, không sao cả. Rồi thì những cái video dạng ngắn, bây giờ nó có cả video 6 giây của cái dạng mà video vai, hoặc là video TikTok, là video 15 giây. Cũng rất là hay, đúng không? Thì đấy là một số những cái mà tôi nghĩ là các bạn có thể làm cái ý tưởng mà cho mình về mặt video được. Hoặc là những cái video mà kể một câu chuyện, từng tập, hoặc là các phim hài, cũng rất là hay. Đấy là những cái ý tưởng vô cùng tốt để chúng ta có thể làm video cho YouTube. Và tôi cũng lại nhấn mạnh lại là làm video cho YouTube ấy, thì nếu chúng ta chưa có kỹ năng thì chúng ta cứ làm thôi. Chúng ta chưa có thiết bị, chúng ta cứ làm thôi. Có thể là quay màn hình, có thể quay bằng điện thoại, có thể quay bằng máy ảnh, mua máy ảnh cũ, có thể quay bằng mua một cái handcam, còn có tiền thì có thể mua máy xịn.
Thí dụ như thầy Phan Anh thì có công ty sản xuất media này, các bạn biết rồi đúng không? Thầy Phan Anh thì có máy điện thoại xịn này, có máy ảnh xịn này, có máy quay xịn, tức là dòng chuyên nghiệp đấy, dòng mà để phục vụ, để làm nghề đấy. Có ánh sáng tốt này, có studio tốt đấy, thì thầy Phan Anh có thể tạo ra những nội dung chất lượng về HD, ý tưởng các thứ ok, rồi biên tập biên tiếp tốt. Còn các bạn chưa biết làm không sao cả, cứ làm dần dần, không ai đẻ ra một cái là giỏi ngay, không ai đẻ ra một cái lớn ngay, chúng ta cứ làm các bạn nhé. Quan trọng nhất là tính kiên nhẫn, số lượng, chất lượng, hàng ngày, hàng tuần, liên tục học hỏi, đổi mới và chúng ta sẽ thành công. Cách đây 2 năm thầy Phan Anh không làm kênh YouTube, bây giờ thầy Phan Anh làm kênh YouTube có 1 triệu lượt xem, hơn 10.000 sub, hoàn toàn tự nhiên, thầy Phan Anh không đi mời một ai luôn. Tức là như thế, nếu mà thầy Phan Anh làm nỗ lực hơn thì có thể được 20.000, nhưng không, thầy Phan Anh cứ là kệ, ai xem thì xem, nội dung là quan trọng, cứ nói nội dung hay như thế này, đưa lên đấy sẽ có người xem và sẽ có người người ta quan tâm đến mình. Thì đấy là một số những cái ví dụ. Trên đấy thì mình cũng có thể sau đó mình biên tập phần mềm, mình chỉnh sửa, mình làm thương hiệu rất là tốt, và mình cài cắm cách bán hàng, cách cho đi, các ý tưởng về nội dung sản xuất mà. Nếu mà có điều kiện thì có thể kết hợp thêm với những người khác nữa. Mình có thể có một ekip để sản xuất phim composite, hoặc là sản xuất những cái phim bây giờ nó gọi là web drama cũng rất là hay. Tất nhiên là cái đấy cũng phải tốn tiền đấy, không phải đơn giản đâu. Ok, mọi người đã hiểu cái việc làm content cho YouTube chưa? Bất kỳ một doanh nghiệp nào, bất kỳ một cá nhân nào, bất kỳ một cái thương hiệu nào hoàn toàn có thể làm kênh YouTube cho mình. Và cũng có thể làm nhiều kênh video khác nữa, đưa lên YouTube rồi cũng có thể đưa lên Facebook, rồi đưa lên Instagram, hoặc là đưa lên website, rất là ok. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã lắng nghe video bài học này. Xin chào và xin chúc các anh chị thành công. Xin cảm ơn.